Song Hye-kyo bị bắt gặp thân thiết với trai lạ ở trời Tây giữa tin đồn tái hợp Song Joong-ki. Sau tin đồn tái hợp với chồng cũ Song Joong-ki, nhất cử nhất động của Song Hye-kyo được chú ý hơn cả. Mới đây nhất, mỹ nhân họ Song đã bị bắt gặp thân thiết với một người đàn ông lạ trong chuyến công tác nước ngoài. Những ngày gần đây, nữ chính hậu duệ mặt trời Song Hye-kyo đang là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng sau khi tin đồn tái hợp với chồng cũ Song Joong-ki bất ngờ được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trước đó, netizen bất ngờ phát hiện ra điểm trùng hợp giữa Song Hye-kyo và chồng cũ từ loạt ảnh chuyến đi Paris của cô. Cụ thể, Song Hye-kyo diện chiếc áo da và tạo dáng giống như Song Joong-ki. Những chi tiết này khiến nhiều fan thêm củng cố niềm tin vào việc cặp đôi đã tái hợp và sắp tổ chức đám cưới lại. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng kiểu áo và cách tạo dáng của Song Song đều rất phổ biến nên đây chỉ là sự trùng hợp. Có thể nói dù tái hợp hay không nhưng khán giả luôn mong Hye-kyo và Joong-ki sẽ luôn hạnh phúc. Mới đây, Song Hye-kyo có dịp tham gia sự kiện lớn dưới lời mời của một nhãn hàng cao cấp tại Pháp. Tại đây, cô cũng đăng tải nhiều hình ảnh của mình lên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi thích thú sau thời gian dài cô ở ẩn. Ngoài đi làm việc, nữ diễn viên Trái tim mùa thu còn dành thời gian để tận hưởng không khí và dạo quanh thành phố Paris xinh đẹp. Cư dân mạng cũng đang truyền tay nhau một tấm hình hết sức thân thiết của Song Hye-kyo và một nam nhân giấu mặt. Cả hai có những hành động rất thân mật khi đang tung tăng trên đường phố Paris. Trước những tin đồn nối lại tình xưa với Song Joong-ki gần đây, điều này đã nhanh chóng trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Thế nhưng nhiều người đã lập tức nhận ra người đàn ông đang bá cổ Song Hye-kyo không ai khác chính là In Joong-ji. Stylist ruột cực thân thiết và luôn theo sát cô nàng trong các lịch trình hoạt động. Bức ảnh trên cũng do chính anh đăng tải lên story ở trang Instagram của mình. Sắp tới đây, Song Hye-kyo sẽ quay trở lại màn ảnh với phim kinh dị báo thù The Glory, đóng cùng Lee Do-hun. Phim kể về cô gái tên Moon Dong-eun, một nạn nhân của bạo lực học đường. Cô về sau trở lại với thân phận giáo viên tiếp cận con gái thủ phạm để thực hiện mục đích báo thù. Đây là vai diễn phản diện đầu tiên của vợ cũ Song Joong-ki nên cô có chút lo lắng. Nữ diễn viên hy vọng sẽ mang đến cho khán giả góc nhìn mới về diễn xuất của bản thân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện Song Hye-kyo vẫn là một trong những nữ diễn viên được săn đón bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Thế nên không quá ngạc nhiên khi Song Hye-kyo luôn có tên trong top những sao nữ giàu có. Theo SCMP, nữ diễn viên xinh đẹp được trả 51.000 đô la Mỹ cho mỗi tập phim truyền hình. Trong khi đó, chi phí quảng cáo trên Instagram của cô là 500 triệu won, 425.000 đô la Mỹ cho mỗi bài đăng và chi phí người mẫu lên đến 900 triệu won, 766.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, mức độ giàu có của Song Hye-kyo cũng được thống kê ở danh mục nhà cửa đất đai. Cụ thể, hồi cuối tháng 5 năm nay, Song Hye-kyo đã mua một tòa nhà ở Hanamjong, Yongsan-gu, Seoul với giá 17,4 triệu đô la Mỹ. Tòa được xây dựng năm 2014 với diện tích 150 m², bao gồm 5 tầng nổi, 2 tầng hầm. Trước đó vào năm 2014, nữ chính hậu duệ mặt trời cũng mua lại nhà 2 tầng trị giá 7,2 triệu đô la Mỹ từ vợ chồng tài tử Cha In-pyo. Cô cũng từng mua tặng mẹ một căn hộ tại Gangnam với giá 8,1 triệu đô la Mỹ. Không chỉ vậy, Song Hye-kyo sở hữu căn nhà tại New York, Mỹ trị giá 2,8 triệu đô la Mỹ. Thậm chí trước khi ly hôn Song Joong-ki, cả hai cũng từng sống trong biệt thự khoảng 9 triệu đô la Mỹ ở khu siêu giàu Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Ngoài việc đầu tư số tiền khủng vào bất động sản, Song Hye-kyo còn là ngôi sao chăm chỉ làm từ thiện. Cô thường xuyên quyên góp số tiền lớn cho các hoạt động cộng đồng giúp đỡ trẻ em phụ nữ. Theo tạp chí thời trang Women's Wear Daily, Song Hye-kyo là nghệ sĩ Hàn Quốc nổi bật nhất châu Á với lượng người theo dõi trên trang cá nhân. Năm 2018, cô xếp vị trí thứ 6 trong danh sách những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes bình chọn. Với khoản thu nhập không nhỏ, Song Hye-kyo có một khối tài sản khủng. SCMP định giá khối tài sản của Song Hye-kyo năm 2020 là 31 triệu đô la Mỹ, phần lớn đến từ bất động sản. Có thể nói Song Hye-kyo là một trong những đại gia bất động sản của làng giải trí xứ Hàn.